Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, gia đình tang quyến nội ngoại của ông Giuse Nguyễn Văn Trọng. Kính thưa quý cha, quý sơ và thưa quý vị. Được biết ông Giuse Nguyễn Văn Trọng đã về với Chúa. Tôi hôm nay đến đây để thành kính phân ưu với gia đình, với tất cả những người thân của ông Giuse. Đồng thời dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào Chúa. Khi sinh thời, ông Giuse là một người bạn thân thiết của chúng tôi, cũng là một ân nhân đối với giáo phận Hải Phòng, là người anh em rất là thân thiết và đối với hội doanh nhân công giáo Hải Phòng. Sự ra đi của ông Giuse vừa là một mất mát tổn thất lớn đối với gia đình, đồng thời cũng là một mất mát lớn đối với những ai đã có dịp quen biết và có mối thân tình trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong đời sống đức tin. Giờ đây tôi đến đây để phân ưu cùng gia đình và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin cộng đoàn cùng hợp ý với chúng tôi để chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh tin kính để tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa quyền năng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người sủng thai. Chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Cha nhân hậu, là đấng giàu lòng thương xót. Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng con và cho chúng con được chia sẻ vinh quang với Chúa, cũng như Chúa ban cho những ai công chính thì được hưởng hạnh phúc đời đời. Chúa cũng đã cho con Chúa là Đức Giêsu sống lại vinh quang chiến thắng tử thần. Chúng con nài xin Chúa thương xót, đón nhận người tôi tớ của Chúa là ông Giuse Nguyễn Đức Trọng. Suốt cuộc đời, ông Giuse đã tin tưởng vào Chúa, đã yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội. Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Chúa, thì sau khi kết thúc cuộc đời này, sẽ được hưởng vinh quang trong tâm tình ấy và trong đức tin vào Đức Giêsu, vào Thiên Chúa quyền năng. Chúng con nài xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho ông Giuse. Xin Chúa yên ủi chúng con là những người thân đang ở lại trong giờ phút ly biệt đau thương. Xin cho chúng con vững tin vào Đức Giêsu, Con Chúa, đấng đã phục sinh, đã sống lại và tin vào tình thương vô bờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi.
con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Gia đình tang gia chúng con trọng kính Đức Tổng Giuse, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn thư ký Tổng Giám mục Hà Nội. Trong những giờ phút đau thương đến với đại tang gia của chúng con, đặc biệt cho bà quả phụ Maria cũng như các con cháu, cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, thế nhưng chính trong giây phút đau thương này, chúng con lại được đón tiếp sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn đã đến đọc kinh, thăm viếng và chia buồn với chúng con. Những lời chia sẻ của Đức Tổng Giuse động viên cho chúng con và hướng chúng con về niềm hy vọng của Đức Kitô là Đấng đã phục sinh. Chắc chắn Ngài cũng sẽ cho người thân yêu của chúng con được phục sinh lại với Người. Đại tang gia chúng con xin đồng bái tạ. Tu sĩ nam nữ, gia đình tang quyến, thưa quý cụ ông bà anh chị em. Được tin anh Giuse Nguyễn Đức Trọng được Chúa gọi về, anh là thành viên của Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng. Với vai trò trưởng ban cố vấn Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng, chúng tôi gồm có quý cha Linh Hướng, quý cha đặc trách ban điều hành hội cũng như ban điều hành từ các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương, và tất cả anh chị em trong gia đình Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng, và có sự hiện diện của ban điều hành Hội Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội cũng như Hà Nam. Trong tình hiệp thông chia sẻ niềm thương tiếc, xin thành tâm chia buồn cùng gia đình tang quyến. Sự ra đi của anh Giuse thật là một niềm đau xót và mất mát lớn lao cho tang quyến, cho Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng và cho cả cộng đồng dân Chúa. Xin Chúa an ủi và ban sức mạnh, nâng đỡ tinh thần tang quyến trong lúc thử thách này, vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Phanxicô khó khăn đã nói. Nhưng là con người, chúng ta vẫn mang một trái tim nhân loại, chất chứa bao tình cảm vui buồn, những mối dây linh thiêng vô hình ràng buộc, nhất là những phần tử trong cùng một gia đình, anh chị em trong gia đình Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng. Bởi thế, sự ra đi của anh Giuse Nguyễn Đức Trọng là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi người trong gia đình tang quyến và gia đình Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng. Chúng tôi xin cảm thông và chia sẻ nỗi buồn đang đè nặng trên gia đình. Xin Chúa thương nâng đỡ mỗi phần tử trong gia đình và ban sức mạnh cho tất cả chúng ta. Xin Người lau khô mọi giọt lệ
trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng, cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và trong niềm tín thác và lòng thương xót của Chúa, tin vào lời Chúa Giêsu đã hứa, ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh họ. Cậy nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Quan Thầy Bổn Giuse Bổn Mạng của Hội Doanh Nhân Công Giáo, giờ đây xin tăng quyến cùng với chúng tôi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho người hội viên Doanh Nhân Công Giáo, người anh thân yêu của chúng ta. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Giờ đây chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu Kitô Con của Người từ cõi chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Xin Chúa tỏ lòng từ bi và khoan dung với người anh em của chúng con là anh Giuse Nguyễn Đức Trọng mới ra đi về với Chúa. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại, thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với người. Và mọi người đều phải chết nơi chiếu sáng nơi trần gian này, nhờ Đức Kitô đã giao hòa ca tụng Thiên Chúa. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại, thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với. Phải chết nơi Adam, thế nào thì cũng sẽ được sống. Nơi Đức Kitô bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà của chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta hằng bạo dạn vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này, chúng ta đã lưu lạc xa Chúa vì nhờ đức tin, chứ không phải vì thấy mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ước ao lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù trong thân xác hay ra khỏi thân xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm nành hay đã làm dữ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có non xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn gì. Vui thay mà cũng phụ thầy, chân tôi theo nẻo chi. Chúa thương tôi như con người ngài, để tôi lấy lại sức. Chúa
suối đời đời. Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăm cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có non xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn gì. Vui thay mà cũng phụ thay, tâm tôi an vững chi. Dẫu qua nơi âm u hay hùng, lòng tin tưởng tuyệt đối, thấy con tưởng Chúa là ơn. Đồng là đồng có tươi, Chúa chăm cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có non xanh gì, tôi nay còn thiếu con gì. Vui thay mà cũng mầm cao lương đã xa, trên rượu bồ đào đầy vơi đầy. Đầu tôi sức dầu tay, thiếu đêm đêm thay hàng ngày. Đồng là đồng có tươi, Chúa chăm cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có non xanh gì, tôi nay còn thiếu con gì. Vui nay mà cũng phung thầy, tôi nên còn sự xa trái hoa sinh rơi hơn sao trời. Tình thương Chúa ở với tôi có chi đẹp hơn đời. Đồng là đồng có tươi, Chúa chăm cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt có đón xanh gì, tôi nay còn thiếu thốn gì. Vui thay mà cũng phung thay, vui thay là đồng có tươi, Chúa chẳng đã đem tôi vô nghỉ ngơi. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô.
Kính thưa cộng đoàn hiện diện, cách đặc biệt cùng với quý cha và tất cả anh chị em Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng và quý anh chị em Hội Doanh nhân Công giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội, đứng trước linh cữu của một người bác, người anh, người bạn của chúng ta, chúng tôi cùng với tất cả anh chị em rất là bồi hồi xúc động và thành tâm chia sẻ nỗi niềm đau thương mất mát với bác Xuân và với đại gia đình tang quyến hôm nay. Chúng ta vừa được lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Gioan kể lại như là một lời an ủi cho chúng ta. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi. Nhưng nếu nó thối đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt. Lời ấy thật ý nghĩa và an ủi chúng ta trong lúc này. Cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta theo Chúa và chọn cả cuộc đời dấn thân theo Chúa để đạt được hạnh phúc nước trời. Và hành trình cuộc đời con người của chúng ta ở nơi dương thế có thể là dài hay là ngắn. Dài thì sinh được nhiều bông hạt và được nhiều hoa lợi cho mọi người. Ngắn thì sinh được ít, nhưng mà ngắn sinh được nhiều hoa quả tốt cho mọi người thì càng ý nghĩa hơn. Và vì vậy, suy gẫm đoạn tin mừng này, chúng ta cùng liên tưởng tới một người bác, một người anh, một người bạn của chúng ta rất hợp với ý nghĩa của đoạn tin mừng hôm nay. Bác Trọng như là hạt lúa mì, một cánh chim đầu đàn của Hội Doanh nhân Công giáo, một hoa trái đầu tiên của Hội Doanh nhân Công giáo, và một người không ai trong Hội Doanh nhân Công giáo là không yêu thương bác, không quý mến tính cách của bác và con người của bác. Cho nên bác chính là hạt lúa mì mà Chúa đã chọn để Chúa gieo trồng cho Hội Doanh nhân Công giáo của chúng ta. Cho nên hôm nay bác cũng đón nhận thánh ý của Chúa, chấp nhận tan biến đi, chấp nhận chôn vùi mình đi, và biết bao nhiêu mầm sống mới của Hội Doanh nhân Công giáo của chúng ta đang trưởng thành, và biết bao nhiêu tình cảm quý mến mà bác đã để lại trong lòng của mỗi người của chúng ta. Ấy thế, hạt giống Chúa đã gieo trồng, nó phải chấp nhận tan biến đi, nó phải chấp nhận thối đi, như nó không phải là trôi vào trong dĩ vãng, trôi vào trong hư vong. Nhưng mà Chúa có cách của Ngài, Chúa yêu thương và Chúa chăm sóc. Trong suốt cả đêm hôm qua và nửa buổi sáng ngày hôm nay, như là một lời nhắc bảo, nếu như những người mà chỉ suy nghĩ theo nghĩa tiêu cực thì bảo là bác thương quá, trời thì đổ mưa giông bão. Nhưng chúng ta nhìn với con mắt tích cực, con mắt đức tin, chúng ta thấy ơn Chúa ban. Có lẽ như là một lời nhắc bảo cho chúng ta, người người trong gia đình, trong Hội Doanh nhân Công giáo tuôn nước mắt thì trời cũng tuôn nước mắt theo. Cho nên là Chúa lại có cách của Ngài. Chúa để cho hạt giống ấy được chôn vùi trong lòng đất, trong lòng người. Chúa lại để cho mưa xuống để chăm sóc hạt giống của chúng ta đây được lớn lên thành cây. Chúa lại cho nắng lên được bừng lên, một niềm hy vọng, một niềm tin tưởng, một trời mới, một tương lai mới cho chúng ta, và cây đức tin này sẽ trổ sinh mãi mãi. Chúng tôi cùng rất là phân ưu với bác Xuân và đại gia đình tang quyến và tất cả mọi người, và xin đón nhận tâm tình của quý cha và tất cả anh chị em trong Hội Doanh nhân Công giáo bằng lòng biết ơn và nói lên lời tri ân. Và bác Trọng ơi, bác đi về nước trời sẽ đón gặp chúng ta trên quê hương nước trời, và bác nhận lấy tâm tình của quý cha và tất cả anh chị em của chúng ta đây bằng một lời biết ơn. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nghiêng mình cúi đầu tiễn biệt bác lần cuối.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Đấng đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa, xin Người đoái thương ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như những người đã qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là anh Giuse Nguyễn Đức Trọng, xưa kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh chốn đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh em của chúng ta đây đã đón rước mình Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà anh Giuse đã sai phạm vì sự mỏng giòn của loài người, để người anh em này được xứng đáng hưởng phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang họp nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời mà tha phạt các hành vi của anh Giuse. Ước chi ngày sau hết, người tôi tớ Chúa được phục sinh và hưởng phúc thanh nhàn trong nơi đầy ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa mới trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Khi đây chúng con xin Chúa đón nhân lành vô cùng, sẽ thành Phật cho linh hồn Giuse đã xin cầu nguyện hôm nay hoặc còn gian nơi nữa đền tội. Thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hướng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu. À Chúa. Sự sớm nay chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đem mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên rồi thì đêm tăm thở, mây tím răng trời thì thấy tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiến ngậm ngùi, nhưng
con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hận ta. Sự sống đang chỉ đổi thay, đã bao bao ngày tròn một tiếng này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa, cho xin cho linh hồn Giuse được an nghỉ muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Chúng con trong cõi gia thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Thiên Thê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, nữ nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Lạy gia thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim ngục thanh ngục tịnh gia thánh Đức Bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bản thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Sau đây là nghi thức chúng ta đi vòng quanh đình cữu để thank you.